con diều căng gió. Em về Sài Gòn khi nào? Em vừa về tới là em nhắn cho anh đó. Chúc em hạnh phúc. Em mời anh. Tại sao mới về em không nghỉ ngơi cho khỏe mà ra đây uống chi vậy? Em thấy buồn, muốn tìm một ai đó để nói chuyện. Một mình trong căn biệt thự trống vắng đó, nó là em phát điên. Biết em gần 10 năm, anh chỉ thấy em hạnh phúc và vui vẻ nhất là khi ở bên cạnh Dò Hiếu. Rồi sau đó anh thấy em lúc nào cũng đầy tâm trạng cả. Anh ấy là tiếng cười của em. Đừng đặt cảm xúc của mình vào người khác. Em phải tự tạo ra niềm vui cho mình. Cười giả tạo dễ lắm. Anh Lâm Phong, ông trời đúng là bất công lắm. Cho em cái này nhưng mà sẽ lấy đi của mình cái khác. Có thể nói là sự đánh đổi. Em đã có tất cả những điều em muốn: tài sản, nhan sắc, địa vị.